Chiến tranh không chỉ đe dọa mạng sống của con người mà còn cả các công trình mang giá trị văn hóa lịch sử. Theo UNESCO, khoảng 150 công trình văn hóa ở Ukraine đã bị phá hủy từ đầu cuộc chiến, trong đó có bảo tàng Ivankiv ở Kiev hay nhà hát ở Mariupol. Tại Lviv, lo ngại bị Nga pháo kích, dự án Save Ukrainian Heritage, cứu lấy di sản của Ukraine đã được khởi xướng nhằm thu lại hình ảnh các công trình trong khu phố cổ với kỹ thuật 3D để bảo tồn di sản được UNESCO công nhận từ năm 1998. Công nghệ quang trắc và quét laser được sử dụng để ghi lại hình ảnh của các công trình cả bên trong và bên ngoài. Tại Lviv, những di tích cần được bảo tồn có từ thời Trung Cổ, nhất là quần thể kiến trúc từ thời Phục Hưng với nhà thờ Thánh John Baptist được xây dựng từ năm 1250. Загалом зараз у нас приблизно 40 об'єктів відскановано. Просто дроном політати, відфотографувати, це теж як оцифрування, але це не таке якісне, як ми зараз робимо. Việc số hóa các công trình này là để chuẩn bị cho trường hợp nếu một ngày nào đó cần phải tu bổ hoặc xây dựng lại. Các kiến trúc sư cũng tính đến việc số hóa công trình ở các thành phố Ukraine khác trong thời gian nhanh nhất có thể.